Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022 và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 năm 2022. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho các cụm công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ôn kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và ôn lại ý nghĩa kỷ niệm ngày 20 tháng 10 cho đoàn viên công đoàn tham gia buổi sinh hoạt. Nhân buổi sinh hoạt, Liên đoàn Lao động huyện đã trao bằng khen, giấy khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảng việc nhà năm học 2021-2022, đồng thời trao quà 20 tháng 10 cho các đoàn viên nữ 4 cụm thi đua. Buổi sinh hoạt càng ý nghĩa hơn khi các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí cụm trưởng cùng nhau thổi những ngọn nến và cắt bánh mừng sinh nhật 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Trong buổi sinh hoạt, đoàn viên các cụm công đoàn có dịp được giao lưu, thể hiện tài năng qua các phần thi như đố vui có thưởng, trình diễn thời trang và thuyết trình, thi hát karaoke, các trò chơi dân gian. Buổi sinh hoạt đã tạo ra sân chơi tinh thần lành mạnh, tạo được sự gắn kết, mang lại niềm vui, sân chơi bổ ích, hết sức thiết thực cho đoàn viên công đoàn sau những ngày làm việc căng thẳng.